chào các em, chúng ta qua tổ hai đó là tổ phân phối nha. Có một khu vườn có trồng 50 cây ăn quả đang trong giai đoạn ra hoa và kết trái. Để cung cấp đủ nguyên tố dinh dưỡng nitơ, phosphor và kali, người ta bón 75 kg phân NPK, 25 kg phân ure, 25 kg phân kali. Trung bình cứ mỗi gan quả trên thì cần có ít gam nitơ, gam B và ít gam kali. Tổng giá trị ít YZ cần nhất là, thì các em tính trong 500 cây em, sau đó chúng ta cứ tính trong mỗi cây. Bây giờ chúng ta tính trong 500 cây ha. Như vậy chúng ta có khối lượng nitơ á ở trong 500 cái cây này là bằng 75%, là bằng 75 nitơ trong NPK ha. Là 0.15. Rồi trong đậu ure là 25. Chúng ta nhân cho 0.46. Thì đây chính là cái hàm lượng nitơ ở trong 500 cây. Chúng ta có là 75 nhân cho 0.15 cộng cho 0.46 nhân cho 25. Các em ra được 22.75 kg. Rồi khối lượng của phosphor theo bảo toàn nguyên tố phosphor, thì em có hàm lượng dinh dưỡng với P2O5 là 75. Chúng ta nhân cho 5% là 0.05. Đây chính là khối lượng của P2O5. Em muốn chuyển sang phosphor, chúng ta phải chia cho 142. Rồi ra số mol P2O5 các em nhân cho 2. Rồi ra số mol của phosphor các em nhân cho 31, rồi ra khối lượng phosphor. Đó. Như vậy chúng ta sẽ bằng 75 nhân cho 0.05, và nhân 2 nhân 31 chia cho 142. Thì chỗ này nó ra được số lẻ ha. 1.64 kg. M của kali thì chúng ta tính tổng phân NPK lại. Kali ở trong phân NPK là 75 kg nhân cho 0.25 là 25% K2O. Em chia 94 ra khối lượng của K2O, nhân cho 2 ra số mol của K. Chia 94 ra số mol K2O nha em, nhân 2 là khối lượng. Số mol của K nhân cho 39 là ra khối lượng của K. Cộng với phần kali phía sau là các em lấy 25, chúng ta nhân cho 60% là 0.6, chia cho 94 rồi ra số mol của K2O. Các em nhân cho 2 ra số mol của kali, nhân cho 39 rồi ra khối lượng của kali. Các em bấm cái này lại dùm. 75 nhân cho 0.25, chúng ta nhân cho 2 nhân cho 39 đúng không ạ, chia 94. Các em cộng tiếp là 25 nhân cho 0.6 nhân cho 2 nhân cho 39 chia 94. Để ra gần bằng là 28 nha. 28 kg. Như vậy các em sẽ có là X1 cộng cho Y1 cộng cho Z1 là trong 500 kg. Chúng ta cộng lại thôi, lấy 27.5, 27, 22.75. Các em cộng cho 1.64 cộng cho 28 thì nó bằng 22.75 cộng cho 1.64 cộng cho 28 thì chúng ta được 52.39 kg. Rồi giờ đam xuất thôi, nghĩa là 500 cây á, thì nó có là như em, tổng khối lượng phân là n gam mi gam, cái này tính bằng gam nha em, đổi ra gam nha, 52.39 x 10^3 gam nha,
Như vậy một cây nó hỏi trung bình cứ mỗi cây thì chúng ta cần bao nhiêu? Thì các em lấy 52 và 39 chúng ta chia cho 500. Đó, chúng ta nhân cho 1.000 luôn ha cho nó dễ nhìn. Ra được là 104,78. Thì nó gần bằng 104,78. Hai đơn vị là khác. Như vậy nó gần bằng 1.